Em chồng Tăng Thanh Hà khoe căn phòng hàng hiệu cao chưa tới 1m6 vẫn diện độ không chỗ chê. Tiên Nguyễn có mối quan hệ rất thân thiết với chị dâu Tăng Thanh Hà. Cả hai thường khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú với nhiều cử chỉ tương tác tình cảm dành cho nhau. Tiên Nguyễn khiến dân tình choáng nhẹ khi soạn loạt đồ đắt đỏ không còn dùng đến để bán tại hội chợ cuối năm. Tiên Nguyễn là con gái duy nhất của ông vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân cựu diễn viên Thủy Tiên. Tuy nhiên, cô nàng được cộng đồng mạng chú ý đến nhiều hơn với danh xưng em chồng Tăng Thanh Hà. Theo đó, hầu như mọi động thái của người đẹp đăng tải trên mạng xã hội đều khiến netizen thích thú nhờ gu thời trang và thần thái tạo dáng đỉnh. Được biết, dù cao chưa tới 1m6, Tiên Nguyễn vẫn cân gọn mọi trang phục nhờ hình thể cân đối chuẩn chỉnh. Theo dõi trang cá nhân của em chồng Tăng Thanh Hà, chương trình không khỏi choáng ngợp với những hình ảnh check-in sang chảnh tại nhiều địa điểm du lịch. Tiên Nguyễn vốn theo đuổi phong cách sexy với những trang phục on body hoặc cắt xẻ. Có thời gian sống và học tập tại nước ngoài, không lấy làm lạ khi cô nàng sinh năm 1997 mang nhiều nét giống cái Tây. Con gái cưng vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Thủy Tiên luôn xuất hiện cùng trang phục và sự kiện đắt đỏ. Tủ đồ của cô ước tính trị giá hàng chục tỷ đồng với toàn sản phẩm gắn mác thương hiệu danh tiếng. Cô luôn làm cư dân mạng phải choáng ngợp với những set đồ đẳng cấp và thời thượng, trở thành hình mẫu phong cách cho nhiều bạn trẻ có thể học hỏi và phối theo một cách đầy thích thú. Thời điểm gần cuối năm, không chỉ là mùa mua sắm đồ mới mà hội chợ mua bán quần áo cũ cũng diễn ra rất sôi động. Theo đó, các hot girl hay fashionista, thậm chí ngôi sao đình đám đều tổ chức những buổi bán đồ cũ để dọn sạch tủ đồ, đồng thời phục vụ cho mục đích từ thiện. Và Tiên Nguyễn cũng là một trong những tín đồ thời trang vừa dọn tủ đồ hàng hiệu để trao bán cùng với cô em trendy Khánh Linh. Trên trang cá nhân, cô nàng đã đăng tải một đoạn clip ngắn đang tận tay soạn rất nhiều váy áo và túi xách đắt giá từ những nhà mốt hàng đầu quốc tế. Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã nhận được nhiều sự quan tâm lớn từ các tín đồ yêu thích thời trang. Có thể nói, phong cách rạng rỡ và tràn đầy năng lượng là điều dân tình luôn được nhìn thấy ở Tiên Nguyễn. Những năm gần đây, cô không tiếc liền đầu tư cho vẻ ngoài và là khách mời trong các show diễn thời trang đình đám ở trong nước và quốc tế. Do đó, chẳng lấy làm khó hiểu vì sao Tiên Nguyễn đích thị là một trong số những rich kid được giới trẻ yêu thích về gu ăn mặc chất đầy biến hóa. Cô không tuân theo một phong cách nhất định mà luôn thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh, lúc dịu dàng nữ tính, lúc cá tính gợi cảm. Chính điểm này càng khiến khán giả thêm phần chờ đợi những lúc cô xuất hiện. Là ái nữ nhà vua hàng hiệu Việt Nam, Tiên Nguyễn nghiễm nhiên sở hữu tủ hàng hiệu tiền tỷ với nhiều nhà mốt đình đám. Cô cũng là một trong những tín đồ thời trang được nhiều người yêu mến. Cô có phong cách điệu đà nhưng vẫn đầy cá tính. Những món đồ cô diện đều được chú ý và khen ngợi. Biết được nhược điểm chiều cao của mình, em chồng diễn viên bỗng dưng muốn khóc thường lựa chọn những outfit khoe trọn vòng eo nhỏ nhắn. Bên cạnh đó, Tiên Nguyễn còn nhận được nhiều lời khen ngợi có cánh từ đông đảo cư dân mạng về thần thái chụp hình chuyên nghiệp. Không hoạt động nghệ thuật, người đẹp vẫn tạo được sức hút riêng nhờ khí chất sang chảnh không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz. Những thiết kế váy áo xa hoa từ nhiều nhà mốt đình đám luôn là sự lựa chọn hàng đầu của cô. Trang phục khéo khoe vòng eo con kiến được Tiên Nguyễn đặc biệt ưa chuộng và lựa chọn khi lên hình sống ảo. Tiên Nguyễn luôn biết khai thác vẻ đẹp hình thể của mình qua thời trang. Có thể nói, em chồng Tăng Thanh Hà là minh chứng sống cho việc chiều cao của con gái không quan trọng. Quan trọng là có tỷ lệ cơ thể cân đối. Điều này sẽ giúp phái đẹp lên độ sang xịn mịn hơn hẳn.